Ngọc Mai gây phấn khích khi song ca cùng Babyface. Khán giả thích thú khi ca sĩ Ngọc Mai khoe giọng nữ cao trong tiết mục song ca Babyface, nghệ sĩ Mỹ đoạt 12 giải Grammy. Tiết mục nằm ở cuối chương trình Hò Rô tối ngày 10 tháng 12 tại công viên Cầu Thủ Thiêm, Thủ Đức. Sau khi Babyface giới thiệu về một khách mời đặc biệt, khán giả hò reo. Ngọc Mai bước ra giới thiệu cô là Osen, nickname của cô khi tham gia The Masked Singer, và hát ca khúc How Could an Angel Break My Heart, bản hit của Toni Braxton do Babyface sáng tác. Dù tự nhận tiếng Anh và dòng nhạc R&B không phải thế mạnh, Ngọc Mai thể hiện ca khúc khá mượt mà. Lợi thế từ chất giọng nữ cao, trữ tình, màu sắc giúp cô thoải mái bay bổng ở phần điệp khúc. Khi hát cùng Babyface, cô chọn lối hát giả thanh để bè đệm, hòa quyện cùng nghệ sĩ. Cuối tiết mục, cô kết bài hát bằng một nốt cao vang sáng, nhận được tràng vỗ tay từ khán giả. Babyface gọi Ngọc Mai là giọng ca tuyệt đẹp. Khi ban tổ chức mời song ca với một ca sĩ Việt, ông không đồng ý ngay mà muốn nghe trước giọng hát của cô. Tôi liền bị chinh phục, thậm chí còn hào hứng hơn khi biết cô ấy là ngôi sao mới của cuộc thi âm nhạc, bởi tôi luôn thích làm việc với các nghệ sĩ trẻ, Babyface nói. Cả hai chỉ có một lần tập dượt cho tiết mục song ca sau khi Babyface đến Việt Nam hôm 9 tháng 12. Ngọc Mai sinh năm 1987, quê gốc Quảng Trị, bắt đầu con đường học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện Âm nhạc Huế. Cô thi đỗ vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc. Hồi tháng 8, cô tham gia The Masked Singer với tạo hình nhân vật Osen, được khán giả yêu thích, chú ý từ vòng đầu tiên cuộc thi với giọng hát nội lực. Suốt hơn 1 giờ, Babyface trình bày hàng chục bản hit trong đêm nhạc đầu tiên của ông ở Việt Nam. Chọn bản medley liên khúc End of the Road, I'll Make Love to You. Ông nhớ về kỷ niệm làm việc cùng Boy II Men, nhóm nhạc nam nổi tiếng ở Mỹ thập niên 1990. Khi hát Change the World, nghệ sĩ tự hào nói về sáng tác tâm đắc của ông. Từng đoạt 2 giải Grammy năm 1997, bài hát của năm và ghi âm của năm với giọng hát của Eric Clapton. Ở tuổi 64, nghệ sĩ vẫn giữ nhiệt huyết khi trình diễn. Ông ngẫu hứng nhún nhảy cùng dàn bè nam, liên tục hô Come On All để khuấy động không khí. Ông trổ tài solo guitar điện hoặc song tấu của một nhạc công saxophone. Hát Every Time I Close My Eyes, ông phô diễn lối luyến láy đặc trưng của một giọng ca R&B gạo cội, đồng thời kêu gọi khán giả hát cùng mình. Bên dưới sân khấu, hàng trăm khán giả hô to tên ông sau mỗi tiết mục. Đông đảo người hâm mộ nán lại dù phần trình diễn của Babyface diễn ra khá muộn, hơn 22 giờ. Khán giả Minh Anh, 36 tuổi cho biết, thích ông qua những ca khúc Come On, How Long những năm cuối thập niên 1990. Chất nhạc của ông buồn lãng đãng, khiến người nghe thấy man mác mà không bị bi lụy. Anh Minh Anh nói, Babyface tên thật là Kenny Edmonds, sinh năm 1958, hoạt động từ thập niên 1970. Babyface đoạt kỷ lục 4 lần liên tiếp nhận giải Producer of the Year tại Grammy 1995-1997. Ông cộng tác nhiều tên tuổi nổi tiếng như Bobby Brown, Boy II Men, Eric Clapton, Madonna, B. Jones, Ariana Grande, Mary J. Blige, Celine Dion, Whitney Houston. Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Rô năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 12, dự kiến thu hút 500.000 khán giả ở hai địa điểm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 và công viên Cầu Thủ Thiêm 2, Thủ Đức. Sự kiện được tổ chức song song ngày hội khinh khí cầu Thành phố Hồ Chí Minh với kỳ vọng thu hút du khách trong và ngoài nước. Như kỳ trước, thông điệp chính của sự kiện là More Music, Less Plastics, thêm âm nhạc, bớt rác thải nhựa. But for now I find it's only in my dream that I can change.